Xin chào quý khách đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Một ngày mới lại đến công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Hôm nay giới thiệu với quý khán giả về bộ bàn ghế tứ trụ bằng gỗ cẩm lai nhập khẩu. Bộ bàn ghế tứ trụ thì công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai đã giới thiệu mấy bộ rồi. Trước là bộ Môn và bộ Hương, còn hôm nay thì là bộ gỗ cẩm lai. Mỗi một bộ thì đều mang lại được những màu sắc cũng như là cái sự khỏe mạnh khác nhau, cái độ vip và độ bền cũng khác nhau. Hoa ơi, bác muốn con giới thiệu cho bác là cái đặc tính của gỗ cẩm lai nó như thế nào và cái kích thước của bộ này ra làm sao, với lại nếu như mà nhà thì bao nhiêu mét vuông thì hợp. Bây giờ Hoa sẽ từng thứ một, Hoa sẽ làm cho bác. Đầu tiên là đo kích thước, sau đó thì hãy nói về cái gỗ cẩm lai, chất lượng của nó ra làm sao. Và với một cái bộ bàn ghế 10 món như thế này thì tổng diện tích kê phòng bao nhiêu mét vuông thì đẹp. Bắt đầu ngày mới đối với lại bạn Trừ Thị Hoa. Xin chào bác, quý khán giả đang theo dõi trên trang fanpage công ty tốt của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Và trên tế Hoa là một chiếc thước và nó sẽ đồng hành cùng Hoa cũng như cùng sếp Mai trong suốt video giới thiệu bộ bàn ghế lần này. Và bây giờ Hoa sẽ đo kích thước của từng sản phẩm cho bộ bàn ghế tứ trụ này nhé. Đầu tiên Hoa xin đo kích thước của chiếc bàn. Đúng rồi. Kích thước của bàn trên mặt bàn có kích thước là chiều dài là 1m55. Và chiều rộng là 1m17. Kích thước của bề là chiều dài là 1m59. Chiều rộng của bề là 1m. Và bây giờ là đến kích thước của chiếc ghế. Kích thước của ghế có chiều dài là 1m15 và chiều sâu là 69, chiều cao là 41. Và bây giờ bạn sẽ đo chiều cao của ghế tính từ mặt đất lên đến xương ghế. Chiều cao 1m17. Bộ bàn ghế tứ trụ này bao gồm 8 món, thì với 8 món này thì diện tích của phòng kê sẽ là bao nhiêu? Thì bây giờ Hoa và với sự trợ giúp của sếp Mai sẽ cùng đo về tổng diện tích kê của bộ bàn ghế này nhé. Bác nhé. Tính từ phía trong bàn ra đến ngoài hết ghế là 3m80. Và bây giờ Hoa sẽ đo chiều tử vong. Diện tích kê tính chiều rộng là 350. Vậy là một bộ bàn ghế này diện tích kê sẽ hết khoảng 12m2. Xin chào quý khán giả đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Ban nãy thì Hoa đã đo hết tất cả kích thước tổng chiều dài rộng. Đo từ bên này sang bên kia là 3m8 và chiều bên này sang bên này là 3m mấy Hoa? 3m50 ạ. 3m rưỡi. Thế thì sẽ phù hợp với các căn nhà khoảng độ từ 30 đến 50 mét vuông thì kê sẽ rất là đẹp, và đặc biệt là phù hợp với những ngôi nhà vuông hoặc là các ngôi nhà thiết kế theo phong cách cổ điển thì sẽ rất là đẹp. Hoa ơi, Hoa biết vì sao mà bác lại ngồi như thế này không? Vâng, còn theo con được biết thì tư thế này là một tư thế ngồi thiền ạ. Bộ bàn ghế này với chiều sâu là 69 sẽ tạo cho mình một cái không gian thoải mái để ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm. Đúng rồi, bạn này rất là thông minh. Khi mà cái bộ bàn ghế nó rất là sâu thì mình ngồi cái trạng thái nó rất là thoải mái. Trong cuộc sống hiện đại thì có những người khi mà đi làm về có thể là muốn thư giãn, hít vào không khí trong lành, thở ra,
não phiền bệnh tật trong người đi ra, tức là tái tạo lại cái năng lượng của cuộc sống để cho mình tràn đầy cái lòng biết ơn. Và mỗi khi mà căng thẳng hay là stress ở đâu thì có thể ngồi vắt chân lên và có thể thiền ngay tại cái đoạn cái đi văng của nhà mình. Và khi mà ngồi thiền hít thở ra thì sẽ cảm nhận được cái hơi thở hạnh phúc và cuộc đời lúc bây giờ lại cảm thấy rất là tươi đẹp, đúng không? Ban nãy bác chưa thấy Hoa giới thiệu về cái chất liệu gỗ cẩm nai nhập khẩu thì nó bền chắc như thế nào và cái màu sắc nó ra làm sao. Hoa nói lại bác nghe xem nào. Vâng, con thưa bác là bộ bàn ghế này được làm bằng chất liệu gỗ cẩm. Thì gỗ cẩm là một loại gỗ thuộc nhóm 1A với những đường vân gỗ rất là đẹp và thớ gỗ đen mịn. Nó có khả năng chống mối mọt phong vân rất là cao. Ngoài ra thì con thấy là màu sắc của bộ bàn ghế tứ trụ cẩm là bằng chất liệu gỗ cẩm này là sử dụng một tông màu ấm, mang đến một cảm giác rất là ấm cúng. Gỗ tự nhiên, cái chất của nó rất là đanh và màu sắc thì nó đẹp và nó gần gũi với lại thiên nhiên, với cuộc sống của con người. Khi mà kê ở nhà thì mình có cảm giác là cái ngôi nhà của mình nó rất là vững chãi và cái bộ bàn ghế nó rất là sang quý nhưng mà lại rất là ấm cúng. Và các cái kiểu dáng mà đanh chắc gọn như thế này, tên lại là tứ trụ, thì kê vào trong căn phòng về cảm thấy là đây là chính là một cái sự rất là bình yên, là một chốn đi về của các cái ngôi nhà, đúng không? Nếu như mà mình cảm nhận được cái sự hạnh phúc thì rất là hạnh phúc. Yêu thích sản phẩm đồ gỗ Đồng Kỵ thì hãy đến số 1 Đồng Kỵ, công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, địa chỉ công ty đồ gỗ Hướng Mai, Hướng Mai Center. Quý vị sẽ được chiêm ngưỡng từ tầng 1 đến tầng 9. Có rất là nhiều các cái sản phẩm, ví dụ như là tầng 9 thì sập thờ, bàn thờ, rồi sập gỗ tủ chè. Các tầng 8 là các cái sản phẩm bằng gỗ chắc, tầng 7 là toàn bộ các cái bàn ghế bằng gỗ mun, và tầng 6 là toàn bộ tất cả các cái sản phẩm giường, tủ phấn. Và tầng 5 thì là toàn bộ các cái bộ bàn ghế Louis. Tầng 4 thì là tất cả các bộ Minh Quốc, và tầng 3 là toàn bộ tất cả các cái bộ bàn ăn các mẫu mã, và tầng 2 là các bộ Như Ý VIP của Việt Nam, và tầng 1 là tổng thể tất cả các cái mẫu mã cả tượng trưng của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Với 9.000 m² thì quý khách sẽ chắc chắn là chọn được cái sản phẩm ưng ý với chi phí vừa phải trong cái khả năng của quý vị. Và hôm nay thì mình là Vũ Thị Mai và đây là Chử Thị Hoa. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều sự an lạc, lợi lạc trong cuộc đời. Hoa chúc gì với khán giả không? Vâng, xin kính chúc tất cả các quý khách hàng của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai có một sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, thành công và thịnh vượng. Xin chào.